Làm gì? Thằng kia làm gì? Hay thiệt. Chào tối ngủ sớm đi. Phải ăn trễ quen mà. Ngủ sớm còn khó lắm. Đang quay đúng 8 giờ thường mấy giờ xong nha. Nay ngoài đúng 8 giờ thường mấy giờ xong. Tính ra là nếu như mà chạy quay 2 tiếng ấy, thì chắc chắn giờ quay đúng 4 tiếng nghỉ là rút xuống chưa 20 phút. Rút xuống một video 50 phút là 20 phút là 2 video 20 phút ấy. Là em chỉ cần từ từ ngủ rồi như giữa hai video em nghỉ xíu 10 phút thì cũng còn 10 phút được. Chứ ấy mà không biết nhét đâu không mắc ôi một tay nha. Cũng không biết là đi chạy đâu mà toàn trở không mà. Thật ra em chỉ cần ngồi bật cam lên thôi chứ còn quay thì em cứ nhây. Nay trời nắng nhiều chói ghê luôn.
sáng vô. Thì do bờ cái em lấy kiểu như em cắt một miếng giấy đợi nó rồi em ăn sáng rồi vừa làm vừa ăn cũng được. Mày rồi. Làm thì làm nhai nhai thôi. Anh có ở đâu không? Cho anh vô mà em cùng kia hai bạn nha. Nè cũng được, dán là được rồi. Dán được là được thôi. Mình tính đi mua cái quả mặt tiêu, chị ơi quả mặt tiêu.
Ủa bên đây dừng nước nhạc cho anh. Hả? Nói chuyện nghe hết luôn. Nói chuyện nghe hết luôn. Không. Không. Mà chỉnh chứ. Thì nhiều lúc nói chuyện kiểu cái này thu rộng luôn rồi. Đó luôn rồi. Ai? Ai chụp đi. Bạn nhắn gì anh? Nó anh ghép nhạc rồi vô cho trời ơi má ơi. Trời hôm nay nhiều mây cực. Này cô tôi nhìn đường quánh rồi ha.
hoang mang quá à.
Phong. Một công đâu chuyện luôn này. Em nói có mèo được thách á. Em bỏ thôi, quay luôn. Được không? Em lấy con mèo bụng thắt nè, em bỏ đồ quay luôn được không? Hả? Không, vậy đi. Đi xuống đi. Vậy thôi à. Hả? Nó có sao không? Sao mà có, trong này nó cũng rất nghiêm trọng. Em thay tấm đại ban mà thử. Thay rồi. Lại em trang trí thêm. Đem đợi đồ trang trí của em á. Ví dụ như mà cái đó làm biết cái đêm nào gọi nào không? Gọi gì? Là năm phút ấy. Lấy vừa nhanh vừa tiện. Ví dụ như em bị cái cánh hay là em dán cái bông hoa lên con mèo vậy. Đâu có, đây là để em để đồ chút mà em dán vô đây nè. À được, không sao, vậy thì được. Chứ không có phải là để nó làm này luôn. À, có nghĩa là nội dung chính là nó cần cái lợi thuộc vào cái mẫu. Nội dung chính là cập thiệp á. À, được, được. Trong đây họ sắp sáng tạo ra. Ví dụ như mà mấy video 5 phút á, càng sáng tạo càng hết, ví dụ như là cái gì khác được, cái gì lạ, ví dụ cái chị Nga đọc trước á, chán á, nếu có làm gì thì cái mang ly chén hay là nồi canh, mời lên, đó cũng được, đôi khi nó không được đâu. Đúng rồi.